Định trốn à? Tao không để mày yên đâu. Anh hả? Em tìm nó không có được. Tìm khắp nơi luôn rồi. Trời ơi, hàng chục tỷ của em chứ ít gì. Bây giờ em phải làm sao đấy? Thật không? Em tới liền. Địa chỉ đó đúng không? Vương! Mày có đây không? Vương! Vương! Mày có xuống đây không? Vương! Chúng nó đã dọn hết đồ đạc đi từ mấy hôm nay rồi. Nghe nói là bùng tiền nhà 2 tháng nữa đấy. Thế cô bị lừa có nhiều không? Sao chị biết tôi bị lừa? Thì mấy hôm nay người ta đến đòi tiền đông lắm. Mà cái bọn lừa đảo này này, nó rất là tinh vi. Nó thuê nguyên cả cái căn biệt thự này để mà làm trụ sở. Nhìn vào ai chả tin. Thôi cô về đi, đừng đứng đây cho mất công. Tôi khuyên thật đấy. Mua nhanh, bán nhanh chưa? Công chứng để chống tên người mua. Sau này mình vừa không mất thuế, lại có thể bán luôn khi giá đất lên. Theo cách này ấy, riêng tiền thuế thôi, mình đã có thể dư ra đôi 300 rồi. Mà em hỏi chị nhá, giấy tờ gốc, giấy tờ công chứng mình cầm, thử hỏi là mình cầm đằng chui hay đằng lưỡi à? Sao em không nghe máy? À, em đau đầu quá nên không muốn nói chuyện với ai hết. Là ai điện thoại đây? Sao gọi lắm thế? Bên mua bán nhà đất, nghe có mà cả ngày. Chú tính như vậy là cắt cổ tôi rồi. Tôi chỉ vay có một tuần thôi, cùng lắm là 10 ngày. Thế thì phải 5.000 một triệu một ngày. Nói thật nhé, bọn em cũng không muốn cho vay ngắn hạn đâu. Nói thật nhé, tầm này ấy, móc 10 tỷ không phải dễ đâu.